Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi tối ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người. Hôm nay Tâm Tâm cũng chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn những tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu video của ngày hôm nay. Và Tâm Tâm cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã tin tưởng lựa chọn kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm để nghe các tin tức này. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để nhận tin tức mới nhất nhé. Bây giờ Tâm Tâm sẽ đi vào phần đầu tiên là báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tính đến 17 giờ ngày hôm nay. Thì hôm nay tổng số ca mắc trong ngày là 36 ca, nâng tổng số người mắc lên là 5.908 ca kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay. Hôm nay cũng đã truy vết là 26 F1 và 8 F2 có liên quan. Số trường hợp điều trị khỏi trong ngày là 57 ca, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên là 4.983 người. Và trong số 36 ca nhiễm của ngày hôm nay thì trên địa bàn quận Ninh Kiều là 9 ca, Bình Thủy 5 ca, Cái Răng 1, Thốt Nốt 1, Vĩnh Thạnh 1, Cờ Đỏ 1 và ngoại tỉnh là 18 ca. Về tình hình phát sinh ca bệnh thì cụ thể là tầm soát tại cơ sở y tế 1 ca, trong khu phong tỏa 5 ca, trong khu cách ly 27 ca và cách ly tại nhà là 3 ca nhiễm. Trong vòng 14 ngày qua thì trên địa bàn thành phố Cần Thơ ghi nhận 540 ca, còn trong 7 ngày qua là 225 ca nhiễm. Hôm nay thì thành phố Cần Thơ đã vượt qua mốc 5.900 ca nhiễm. Và như vậy kể từ đầu dịch cho đến nay thì trên địa bàn quận Ninh Kiều là 1.834 ca, Bình Thủy 1.578, Cái Răng 658, Thốt Nốt 618, Ô Môn 440, Thới Lai 394, Phong Điền 139, Vĩnh Thạnh 75 và Cờ Đỏ là 53 ca, ngoại tỉnh là 119 ca tổng cộng kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển qua những địa bàn có ghi nhận ca nhiễm trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên là quận Ninh Kiều, gồm có trong khu phong tỏa 3 ca, trong khu cách ly 5 ca, cách ly tại nhà là 1 ca. Cụ thể là trên địa bàn 3 phường Cái Khế, Tân An và Xuân Khánh. Ở phường Cái Khế thì trong khu phong tỏa 3 ca, trong khu cách ly 2 ca, Tân An 3 ca trong khu cách ly và Xuân Khánh là 1 ca cách ly tại nhà. Tiếp theo là trên địa bàn quận Bình Thủy. Bình Thủy có 5 ca, gồm trong khu phong tỏa 2 ca, trong khu cách ly 3 ca. Trên địa bàn các phường gồm Trà Nóc 2 ca trong khu phong tỏa, 2 ca trong khu cách ly, An Thới 1 ca trong khu cách ly. Địa bàn quận Cái Răng hôm nay cũng có ghi nhận 1 ca nhiễm, đó là 1 ca cách ly tại nhà trên địa bàn phường Lê Bình. Quận Thốt Nốt có 1 ca trong khu cách ly trên địa bàn phường Thốt Nốt. Tiếp theo đó là huyện Vĩnh Thạnh, thì Vĩnh Thạnh có 1 ca cách ly tại nhà ở thị trấn Thạnh An. Và địa bàn huyện Cờ Đỏ cũng có ca nhiễm là 1 ca trong khu cách ly trên địa bàn Trung Hưng. Cuối cùng đó là 18 ca ngoại tỉnh, thì gồm có 17 người về từ vùng dịch và khám sàng lọc tại cơ sở y tế, số người ngoại tỉnh là 1 người. Còn phân chia theo địa phương thì gồm có 17 người ở Bình Dương và 1 người là ở An Giang. Hôm nay thì ghi nhận 1 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong tại thành phố Cần Thơ kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay là 93 người. Về công tác xét nghiệm thì trong ngày thành phố xét nghiệm test nhanh cho 2.694 người và lấy mẫu PCR cho 6.920 người. Công tác điều trị thì tổng số bệnh nhân đang điều trị là 808 người, trong đó tầng 1 513, tầng 2 254 và tầng 3 là 41 người. Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 18 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2021. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển qua nội dung thông tin khác trong buổi tối ngày hôm nay nha. Thông tin tiếp theo có liên quan đến việc mua vaccine. Chính phủ đồng ý mua lại 400.000 liều vaccine AstraZeneca từ Hungary. Hơn 400.000 liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất có hạn sử dụng đến 31 tháng 10 năm 2021 của chính phủ Hungary được chính phủ Việt Nam đồng ý mua lại. Chính phủ Việt Nam vừa ban hành nghị quyết số 122 về mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary.
Tại nghị quyết này, chính phủ đồng ý số lượng vaccine mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ trong năm 2021 vượt con số quy định tại nghị quyết 21 của chính phủ ban hành ngày 26 tháng 2 năm 2021 của chính phủ với khoảng 150 triệu liều vaccine. Theo đó, chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 luật đấu thầu trong việc mua 400.000 liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary. Việc mua lô vaccine này được chấp thuận với các điều kiện như chấp nhận giá vaccine không thể đàm phán theo quy định của chính phủ Hungary, chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh liên quan đến vaccine và sử dụng, chấp nhận ràng buộc và cam kết tuân thủ các điều khoản, điều kiện có liên quan của thỏa thuận mua bán của Liên minh châu Âu và thanh toán theo điều khoản hợp đồng. Việc mua 400.000 liều vaccine này sẽ không có nội dung bảo lãnh tạm dừng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary, đảm bảo chất lượng vaccine, hiệu quả, tiến độ trong phòng chống dịch COVID-19. Chuyển qua thông tin chung trong cả nước chiều ngày 6 tháng 10, cả nước 4.363 ca nhiễm mới, chỉ còn gần 70.000 bệnh nhân đang điều trị. Theo Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận là 4.363 ca mắc mới, số ca mắc mới và tử vong giảm ở nhiều địa phương. Hôm nay là ngày có số bệnh nhân COVID-19 tử vong thấp nhất trong hơn 40 ngày qua. Tính từ 17 giờ ngày 5 tháng 10 đến 17 giờ ngày 6 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh, 4.356 ca ghi nhận trong nước, giảm 4 ca so với ngày trước đó tại 40 tỉnh thành phố, trong đó thì có 2.230 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.960 ca, Bình Dương 852, Đồng Nai 534, An Giang 180, vân vân. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm Bình Dương giảm 255 ca, Đồng Nai giảm 119, Bình Thuận giảm 89. Địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Thành phố Hồ Chí Minh 469, Đắk Lắk 50, Trà Vinh 42. Trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong 7 ngày qua 5.689 ca trên một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 822.687 ca nhiễm, đứng thứ 43 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở đợt dịch thứ tư, 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 818.091 ca, trong đó 751.907 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, hiện là còn chỉ gần 70.000 bệnh nhân đang điều trị. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6 tháng 10 là 10.033 ca, tổng số được điều trị khỏi là 757.086 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.743 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.897 ca, thở oxy dòng cao HFNC 907, thở máy không xâm lấn 169, thở máy xâm lấn 747, ECMO là 23. Số ca tử vong trong ngày là 119 ca, gồm tại Thành phố Hồ Chí Minh 88, Bình Dương 16, Tiền Giang 2, Long An 2, Đồng Nai 2, Đồng Tháp 2, Tây Ninh 2, An Giang 2, Bình Định 1, Cần Thơ 1, Kiên Giang 1. Đây là ngày có số tử vong thấp nhất trong hơn 40 ngày qua. Trung bình, số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 136 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.098 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Trên đây là một số nội dung thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt. Bye bye!